Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ của kênh truyền hình An Viên. Bản tin An Viên 24 giờ hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2020 sẽ có những nội dung chính sau đây. Hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2020, tức ngày 8 tháng 4 năm Canh Tý, là ngày đầu tiên trong mùa Phật đản, Phật lịch 2564, Dương lịch 2020, các nghi thức quan trọng đã được tổ chức trang nghiêm, thành kính. Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của đại lễ Phật đản để tỏ lòng tôn kính, hân hoan của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng giác ngộ trên cuộc đời. Những ngày tháng 4 lịch sử năm nay thêm đặc biệt và đáng tự hào hơn khi cuộc sống của người dân sau cuộc chiến với dịch Covid-19 đang dần trở lại. Đoàn kết và quyết tâm giành độc lập chính là từ khóa để Việt Nam giành thắng lợi. Thưa quý vị, hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2020, tức ngày 8 tháng 4 năm Canh Tý, là ngày đầu tiên trong mùa Phật đản, Phật lịch 2564, Dương lịch 2020. Dù có nhiều sự điều chỉnh so với mọi năm do tình hình dịch bệnh, thế nhưng các nghi thức quan trọng của đại lễ vẫn được tổ chức trên khắp cả nước trong không khí thành kính, trang nghiêm. Ghi nhận của phóng viên truyền hình An Viên sáng nay tại trụ sở Trung ương Giáo hội Hà Nội và Việt Nam Quốc tự, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại chùa Quán Sứ, trụ sở của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào lúc gần 6 giờ sáng. Và chỉ còn ít phút nữa thôi thì những hồi chuông trống bát nhã sẽ vang lên tại các trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, chùa, cơ sở tự viện trên cả nước để đánh dấu sự bắt đầu của một mùa Phật đản vô cùng đặc biệt năm nay, Phật lịch 2564, Dương lịch 2020. Và như quý vị có thể thấy thì không gian chùa đã được trang hoàng rực rỡ với cờ, phan, phướn, biểu ngữ. Mọi công tác chuẩn bị đã được diễn ra trong nhiều ngày trước đó để đảm bảo việc đón chào đại lễ Phật đản năm nay thật thành kính và trang nghiêm. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm Canh Tý, tức ngày 30 tháng 4 năm 2020, sẽ diễn ra các nghi thức quan trọng của ngày đầu tiên trong mùa Phật đản như nghi thức tắm Phật, hoạt động tụng kinh, nghi thức khánh đản và kinh chuyển pháp luân. Đúng 6 giờ sáng nay tại chùa Quán Sứ Hà Nội, hàng chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực hiện nghi thức lễ tổ và quang lâm nơi đại điện. Tiếng chuông trống bát nhã ngân vang trong khoảnh khắc thiêng liêng của lễ tắm Phật, bắt đầu một mùa Phật đản ý nghĩa, kêu gọi con người thức tỉnh, thôi thúc con người thắp lên ngọn đèn trí tuệ soi sáng con đường đi đến giải thoát. Và trong những dịp đặc biệt như đại lễ Phật đản, tiếng chuông trống bát nhã vang lên như nhắc nhở chư tăng ni Phật tử hướng lòng thành kính tới Đức Phật. Sau nghi thức cử chuông trống bát nhã, chư tôn đức đã tiến hành thời khóa tụng kinh chuyển pháp luân. Hiện tại đang trong giai đoạn cả nước cùng thế giới phòng chống dịch bệnh Covid-19, vì thế tiếng tụng kinh trong đại lễ Phật đản năm nay trở nên thiêng liêng và ý nghĩa hơn bao giờ hết, chất chứa những lời khuyến tấn người con Phật cần cầu nguyện cho dịch bệnh tiêu trừ, quốc thái dân an, chúng sinh an lạc. Tinh thần nhập thế được thể hiện sâu sắc thông qua một trong những sự kiện quan trọng nhất của người con Phật mỗi năm. Các Phật tử tham gia buổi lễ đều đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách 2m, nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh. Nghi thức tắm Phật đã được tổ chức trang nghiêm tại trụ sở Trung ương Giáo hội và Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước. Đây là một nghi thức quan trọng, không thể thiếu trong đại lễ Phật đản. Có thể thấy dù có nhiều sự điều chỉnh, hưởng ứng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như thông tư của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thế nhưng ý nghĩa của đại lễ Phật đản vẫn được gìn giữ vẹn nguyên bằng tâm thành kính hướng về Đức Phật. Mùa Phật đản năm nay rất là đặc biệt và là trước cái đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới tất cả mọi vùng mọi miền, và mọi đời sống của xã hội nói chung. Tuy nhiên và cái ý nghĩa của Phật đản năm nay cũng không thay đổi và vẫn trang tổ chức trang nghiêm trọng thể và đi vào lòng người, và đặc biệt là thể hiện sống đúng với tinh thần của Phật pháp, đúng với tinh thần của đạo Phật, là vì nhân sinh, vì xã hội, để đẩy lùi cái đại dịch Covid-19, để đem lại sự an lạc cho tự thân mình, cho gia đình, cho xã hội. Thật sự là trong năm nay là đại dịch, nhưng mà trong lòng của chúng tôi cũng không bao giờ mất đi những cái cảm xúc và những cái lòng thành kính tôn nghiêm, cung kính đối với Ngài. Mong muốn mùa Phật đản này là một cái là điều mà chúng tôi mong muốn nhất, là bây giờ làm thế nào mà để cho đất nước được hòa bình, nhân dân được an lạc, và mùa dịch Covid đẩy nhanh để chúng tôi được tu tập trở lại như xưa và được đông vui các chúng. Không chỉ tại Hà Nội mà tất cả các tỉnh thành trên cả nước thì đều đang sống trong một không khí vô cùng hân hoan và phấn khởi chào đón đại lễ Phật đản năm nay. Và chúng tôi đã kết nối cùng với đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh cùng với biên tập viên Liên Anh tại Việt Nam Quốc tự. Xin chào chị Liên Anh.
Vâng, xin chào anh Cát Tuyến, xin chào quý vị khán giả của bản tin An Viên 24 giờ. Hiện tại thì tôi đang có mặt giữa không gian của Việt Nam Quốc Tự. Mọi công tác chuẩn bị cho đại lễ Phật đản đã được hoàn thiện trong không khí hân hoan. Tại đây thì các Phật tử cũng đang chỉnh trang lại sự bài trí để đảm bảo không gian trang nghiêm nhất cho đại lễ. Dù các hoạt động có nhiều sự điều chỉnh, thế nhưng không khí Phật đản và không khí ngày chiến thắng 30 tháng 4 như hòa quyện vào nhau, đem đến cho mỗi người dân thành phố Hồ Chí Minh sự bồi hồi, xúc động. Năm nay, các hoạt động đều được tổ chức hưởng ứng trọn vẹn thông tư 076 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hạn chế tập trung đông người. Thế nhưng, không vì thế mà đại lễ Phật đản năm nay giảm đi sự rộn ràng và trang nghiêm. Phải theo cái sự hướng dẫn của Trung ương, tức là tổ chức lễ Phật đản nó vừa trang nghiêm nhưng mà nó không trái với những cái quy định của nhà nước. Tức là cái chánh điện này á, thì sắp xếp không quá 20 vị. Còn cái phía trước đó thì để dành cái lễ đài cho Phật tử, nhưng mà tất cả các Phật tử đó thì người ta tới người ta làm lễ tâm Phật, ta cũng theo cái hướng dẫn của nhà nước đó, tức là đi cách nhau là 2 thước một người, cũng như là phải đeo khẩu trang, phải rửa tay sát trùng để bảo đảm cái vấn đề dịch bệnh nó không lây lan ở trong quần chúng. Đặc biệt năm nay ấy, thì cái ngày lễ Phật đản của chúng ta ấy, nó lại trùng với ngày 30 tháng 4, mà đó là ngày thống nhất đất nước, cái ngày vui ấy, của dân tộc. Thì tôi có cái cảm nghĩ ấy, cái ngày vui đó nó trùng với cái ngày Đức Phật ra đời. Thì cái thống nhất đất nước của chúng ta là cái nguyện vọng của toàn dân. Cho nên ấy, đây ấy là cái nguồn vui chung, vừa mừng ngày Đức Phật ra đời và cũng mừng cho đất nước chúng ta được độc lập và thống nhất. Thì đây là 2 ngày vui lớn mà của cả dân tộc chúng ta. Mặc dù chúng ta không tổ chức tập trung theo cái hướng dẫn của nhà nước đó, là phải tránh cái vấn đề bệnh lây lan trong quần chúng, nhưng mà đó vẫn là ngày vui trong lòng của tất cả người Việt Nam chúng ta trong cũng như là. Lễ Phật được 10 mấy năm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên á, cái ngày lễ Phật giảng sanh với lại cái ngày lễ 30 tháng 4 trùng hợp thì tôi thấy là rất là vui. Rất là thấy lần cảm giác như là lần đầu tiên luôn á, nó trùng được như vậy luôn, rất là thấy cảm thấy rất là vui và cảm thấy là nó có một sự thiêng liêng rất là nhiều luôn á. Tại vì lễ Phật đản là một cái lễ là mọi người Phật giáo như mình đó là cảm thấy rất là trân trọng rồi, mà hôm nay lại đúng vào ngày 30 tháng 4 là cái một ngày là kỷ niệm của Việt Nam, là được ngày giải phóng miền Nam Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là những hoạt động hết sức ý nghĩa để chào đón một mùa Phật đản vô cùng đáng nhớ năm nay. Tôi tin rằng không chỉ tại Hà Nội mà tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành trên cả nước, chúng ta đang sống trong giây phút hân hoan rộn ràng nhất của ngày lễ trọng đại này. Xin được cảm ơn biên tập viên Liên Anh. Và thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với không khí của ngày đầu tiên của đại lễ Phật đản năm nay. Và trong những ngày tiếp theo thì sẽ còn rất nhiều những nghi thức và hoạt động quan trọng sẽ được tổ chức, đặc biệt vào ngày 15 tháng 4 năm Canh Tý, tức ngày 7 tháng 5 năm 2020. Hy vọng rằng với không khí hân hoan và phấn khởi ngày hôm nay sẽ là một sự khởi đầu tốt đẹp cho đại lễ Phật đản vô cùng đặc biệt trong trái tim của mỗi người con Phật trên khắp cả nước. Hòa trong không khí thiêng liêng và thành kính của mùa Phật đản Phật lịch 2564, sáng nay ngày 30 tháng 4, nhiều tỉnh thành trên địa bàn cả nước đã cử hành lễ tắm Phật, một nghi thức quan trọng chào mừng Đức Phật thị hiện. Căn cứ thông tư hướng dẫn của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sáng nay 30 tháng 4, đồng loạt các chùa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thỉnh ba hồi chuông chống bát nhã, tụng kinh khánh đản, kính chuyển pháp luân và thực hiện nghi thức tắm Phật thiêng liêng. Chú trọng đến các biện pháp phòng dịch COVID-19, thực hiện khuyến cáo của các cơ quan y tế về hạn chế tập trung đông người. Tại chùa Hà Tiên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc đã linh động khi thiết lập lễ đài tắm Phật nơi không gian thoáng đãng. Lễ đài này sẽ được kéo dài từ ngày 8 tháng 4 âm lịch đến hết ngày 15 tháng 5 âm lịch, nhằm phục vụ nhân dân Phật tử tuần tự đến làm lễ tắm Phật theo truyền thống. Quý Phật tử đến lễ Phật mà tham gia tắm Phật đều được hướng dẫn đeo khẩu trang và giữ đúng khoảng cách theo quy định. Tại Kon Tum, lễ tắm Phật do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhà tổ chức diễn ra trong không gian chùa Huệ Chiếu, trụ sở Ban trị sự tọa lạc tại thành phố Kon Tum. Từ 6 giờ sáng, Hòa Thượng Thích Quảng Xá, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban trị sự đã hiện diện nơi đặt tôn tượng sơ sinh của Đức Phật để thực hiện các nghi thức tâm linh theo truyền thống Phật giáo.
Thường lệ vào mỗi năm lễ Đáng Sanh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì tất cả các nơi, các chỗ trong nước cũng như ở nước ngoài đều có cái lễ tắm Phật. Vì lễ tắm Phật là một cái lễ đón mừng, một cái lễ tôn trọng quý kính, hân hoan đón chào một vị thánh nhân ra đời để rồi cứu độ chúng sanh. Trong niềm hân hoan, không khí dường như lắng động khi ba hồi chuông trống Bát Nhã được cử lên châm hùng, vang vọng phố núi. Cùng với đó là thời khóa tụng kinh, kính mừng Phật đản và cầu an cho đại dịch chấm dứt. Trong khi đó, tại Tổ đình Linh Quang, phường 6, thành phố Đà Lạt, ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Viện chủ Tổ đình Linh Quang, Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử đại diện xứ sở Ngàn Hoa đã trang nghiêm thành kính thiết lễ khai kinh tắm Phật, mở đầu cho tuần lễ Phật đản được diễn ra từ ngày 8 tháng 4 đến 15 tháng 4 âm lịch tại nơi này. Bằng tấm lòng thanh tịnh, thành kính trong khói trầm hương tỏa ngát, vị giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo và thực hành nghi thức tắm kim thân Đức Phật sơ sinh. Cùng với các tỉnh thành trong cả nước, tại Bình Dương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã thực hiện nghi thức tắm Phật bắt đầu mùa Phật đản Phật lịch 2564 tại chánh điện chùa Hội Khánh. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự, chư tăng ni đã cầu nguyện cho quốc thái dân an, nạn dịch COVID-19 được tiêu trừ, cuộc sống sớm ổn định, phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Sau khi cử ba hồi chuông, chống Bát Nhã, chư Tôn Đức đã tiến hành thời khóa tụng kinh, chuyển pháp luân và nghi lễ tắm Phật. Đây là nghi thức được giữ gìn và lưu truyền bằng việc dùng nước thơm, ướp từ hoa tươi hoặc hương liệu tinh khiết tưới lên kim thân tôn tượng Đức Phật sơ sinh. Ngoài mục đích kỷ niệm sự kiện khánh đản của Ngài vào dịp trăng tròn tháng 4, nghi lễ này còn mang ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở và khuyến khích mọi người tẩy trừ phiền não, hướng đến sự thanh tịnh tam nghiệp, thực hành các điều thiện lành, đem đến sự an lạc cho tự thân và mọi người. Tại chùa Thiên Châu, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng đã tổ chức lễ tắm Phật trong không khí trang nghiêm và hoan hỷ. Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo, tiến hành nghi lễ tắm Phật. Trong Phật giáo, tắm Phật là cơ hội để người con Phật nhận thấy sự an lạc, hạnh phúc của tự thân để phát nguyện tu tập, thoát khỏi lối sống ô trượt hàng ngày, tiến đến sự giải thoát hoàn toàn. Trung ương giáo hội theo cái sự lãnh đạo chung của toàn xã hội có chỉ đạo các đơn vị Phật giáo tỉnh thành trên toàn quốc phổ biến một cái mùa Phật đản. Ở đó chúng ta nghiêm túc chấp hành theo những cái quy định về giãn cách xã hội. Và do như vậy cho nên không có lễ đài tập trung, không có tổ chức tuần lễ thuyết giảng tập trung và cũng không có tổ chức diễu hành xe hoa như hàng năm. Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, trong tuần lễ Phật đản sau lễ tắm Phật, các tự viện trong toàn tỉnh sẽ liên tiếp phóng tụng kinh cầu an với tâm niệm mong cho đất nước được thanh bình, dịch bệnh chóng qua đi. Tại thành phố Cần Thơ, khóa lễ tắm Phật do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức trang trọng, thành kính và nhiều hoan hỷ tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, thành phố Cần Thơ. Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban Trị sự và đại diện đồng bào Phật tử. Nghi lễ tắm Phật dựa vào truyền thuyết, hai vị Long Vương phun hai dòng nước, một dòng nước lạnh và một dòng nước nóng, tắm cho Thái tử Tất Đạt Đa trong ngày đản sanh. Khi múc gáo nước đầu tiên, tắm bên vai phải của tôn tượng Đức Phật đản sanh và tâm nguyện rằng, dù trên đời có gặp việc phải, vừa ý, gọi là thuận cảnh, tâm vẫn bình tĩnh thản nhiên. Khi múc gáo nước thứ hai, tắm bên vai trái của tôn tượng xinh xắn và tâm nguyện rằng, dù trên đời có gặp việc trái ý, gọi là nghịch cảnh, tâm vẫn bình tĩnh thản nhiên. Với ý nghĩa đó, dù không được tập trung đông người nhằm phòng ngừa dịch COVID-19, nhưng không khí lễ tắm Phật tại thành phố Cần Thơ sáng nay cho thấy một mùa Phật đản hân hoan và vui tươi đang về với trái tim người con Phật khắp cả nước.
Nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020, Ban Dân vận Trung ương và các địa phương đã tới thăm, chúc mừng và chia sẻ niềm vui đối với Chư Tôn Đức Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo đó, bà Võ Thị Dung đã gửi lời kính chúc Chư Tôn Đức, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tăng Ni Phật tử cả nước trọn hưởng mùa Phật Đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020, an vui và hạnh phúc. Dịp này, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đánh giá cao những đóng góp của giáo hội cả nước nói chung và Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt trong thời gian qua, giới Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã chung sức chung lòng trong công tác phòng chống COVID-19, tích cực chăm lo đời sống cho đồng bào khó khăn suốt giai đoạn giãn cách xã hội. Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã cảm ơn đoàn đại biểu và dành thời gian, sự quan tâm để đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2564. Theo Hòa thượng, Đại lễ Phật Đản năm nay diễn ra khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Giáo hội đã ban hành công văn hướng Phật giáo cả nước tổ chức theo tinh thần trang nghiêm phấn khởi nhưng không tập trung đông người, khuyến khích Chư Tăng Ni Phật tử cùng nhau cầu nguyện cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ. Trong niềm vui chung nhân mùa Phật Đản, Hòa thượng đã gửi lời chúc tới đoàn đại biểu thân tâm thường an lạc, thành tựu mọi công việc. Cùng với ý nghĩa đó, thư ủy quyền của bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, sáng ngày 30 tháng 4 nhằm ngày 8 tháng 4 âm lịch tại chùa Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh, bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh và ông Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến trao quà, lãng hoa chúc mừng Phật Đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020 tới Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Chư Tăng chùa Phật Tích. Tại buổi thăm, bà Đào Hồng Lan trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, giới Phật giáo luôn quan tâm đến công tác hỗ trợ an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động trong thời gian vừa qua. Bà Đào Hồng Lan mong rằng thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tỉnh tiếp tục kiên định tốt phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội với nhiều việc làm thiết thực để tham gia vào việc phát triển kinh tế xã hội. Đáp lại, Thượng tọa Thích Đức Thiện bày tỏ vinh dự được đón đại diện lãnh đạo tỉnh chúc mừng lễ Phật đàn, đồng thời tri ân cơ quan nhà nước các cấp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tự viện và tăng ni Phật tử thực hiện niềm tin tâm linh của mình. Thượng tọa cũng cho biết, Đại lễ Phật Đản năm nay đồng hành cùng cả nước trong phòng chống dịch COVID-19. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành thông tư hướng dẫn Chư Tăng Ni, tự viện cả nước, tổ chức lễ trang trọng nhưng không tập trung đông người. Khoảnh khắc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng của quân giải phóng húc đổ cánh cổng của dinh Tổng thống chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, đẹp mãi trong trái tim bao thế hệ người Việt. Và để mỗi năm sau đó, những nhân chứng sống trong mùa xuân kỳ diệu năm ấy lại gặp nhau, lại kể cho nhau nghe những câu chuyện mãi mãi chỉ như vừa hôm qua. Những ngày tháng 4 lịch sử năm nay thêm đặc biệt và đáng tự hào hơn khi cuộc sống của người dân sau cuộc chiến với dịch COVID-19 đang dần trở lại. Đoàn kết và quyết tâm giành độc lập chính là từ khóa để Việt Nam giành thắng lợi. 30 tháng 4 năm nay, những cựu chiến binh này dự định trở lại thăm Sài Gòn để ôn lại kỷ niệm xưa. Nhưng do dịch bệnh, chuyến đi đã bị hoãn lại. 45 năm đã trôi qua kể từ mùa xuân lịch sử năm 1975. Những người lính Cụ Hồ năm ấy vẫn chưa giây phút nào nguôi quên những đồng đội đã ngã xuống ngay trước giờ đất nước toàn thắng. Biên chế luôn chưa kịp lấy là chết Nga. Là bồi hồi xúc động. Đấy, biết rằng ấy là đây là sài huyệt cuối cùng mà đơn vị đã như thế là hoàn thành nhiệm vụ và coi như là đơn và đất nước nó chuyển sang một trang sử mới. Thế lúc giờ là buồn vui là lẫn lộn. Đấy. Buồn là một số anh em đồng đội đã hy sinh đến giờ phút cuối cùng đã giành được độc lập thì một số anh em đã hy sinh. Nên vui là đã giải phóng đất nước là về là một giải. Thì lúc ấy là anh em nó chỉ biết là ôm chào và biết là mình đang còn sống. Đấy. Đang còn vận may. Đấy. Đánh kiếm lên độc lập
mà giải phóng hoàn toàn miền Nam, đất nước thống nhất. Đấy, mà anh em là chúng mình còn là tồn tại. Đấy, thì nghĩ đến những đồng chí đồng đội của mình. Thời khắc này, giờ đây còn mang đến cho họ những cảm xúc rất đặc biệt khi cả nước vừa bước qua giai đoạn cao điểm chống dịch. Đó là cảm xúc tự hào khi một lần nữa cả dân tộc chung sức, chung lòng trong một cuộc chiến khác, cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh mà nhiều quốc gia trên thế giới ngợi ca. Quân đội nhân dân Việt Nam, kể cả thời chiến, rồi thời bình, thế rồi thì từ khi thành lập đến giờ thì nó có một cái truyền thống. Thứ nhất là quân đội anh hùng, thứ hai là có bản lĩnh chính trị rất vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân và hết lòng phục vụ nhân dân. Cái dịch COVID-19 thì bộ đội thực hiện cái nhiệm vụ, đây cũng là một cái nhiệm vụ chính trị của quân đội, tức là cùng với toàn Đảng, toàn dân tham gia chống dịch. Với một thanh niên Phật tử như bạn Lương Đình Khoa, dù chỉ biết ngày chiến thắng qua những trang sách hay câu chuyện kể, ngày giải phóng miền Nam đã và sẽ mãi là ngày hạnh phúc, ngày bình an. Và tất cả dân tộc Việt Nam những ngày qua đoàn kết chống dịch đã viết nên những trang lịch sử hiện tại để ngày kỷ niệm đại thắng mùa xuân năm nay được nhân đôi. Sự chung tay đoàn kết của toàn dân tộc đã viết lên bài ca đẹp về lòng yêu nước trong mùa dịch, khiến cộng đồng thế giới ghi nhận và tin tưởng, cảm phục tinh thần ý chí của người Việt trên những chiến trường không tiếng súng. Và để kỷ niệm dịp này một cách an nhiên và hạnh phúc nhất, thì vừa hôm qua tôi trải nghiệm một cái việc mà chưa làm bao giờ, đó là để mái tóc cắt ngắn như tối đa như thế này. Và mỗi ngày thức giấc thì đều thành tâm cầu nguyện những điều hạnh phúc, bình yên sẽ luôn đến với tất cả chúng ta. Dịch bệnh rồi sẽ qua. Những bài ca ở làng, bài hát về những người biết sống cuộc đời của một đóa hoa cho tháng ngày thơm mãi, dưới mặt trời nở những cánh tâm an. Tháng 4 cũng là đặc biệt khi mà những lời kinh cầu bình an cho đất nước vượt qua đại dịch được tụng niệm ở khắp các chùa, tự viện. Chư tôn Đức Tăng Ni và Phật tử đang đón một mùa Phật đản rất khác, nhưng vẫn hỷ lạc và bình an khi dịch bệnh cơ bản đã được đẩy lùi. Cả nước đồng lòng chung tay góp sức trợ duyên, trợ lực với nhau để lo chống dịch. Với sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, mà trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra, dù lương hay giáo đều thống nhất chung một tinh thần lo cho cả nước được ổn định. Mỗi người có những cảm xúc riêng trong ngày toàn thắng của dân tộc. Phải chăng vẫn có một cảm xúc chung là niềm tự hào về một đất nước nhỏ bé mà kiên cường, chiến thắng trong bất kỳ cuộc chiến nào? Thưa quý vị, vào mỗi dịp lễ Tết hay những ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc, những con đường góc phố vốn thân thuộc đã khoác lên mình một chiếc áo mới với cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Và trong không khí của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, hãy cùng cảm nhận nét đẹp và ý nghĩa của việc treo cờ Tổ quốc tại Hà Nội. Cuốn sách này chính là kỷ vật lưu giữ cả một thời thanh xuân sôi nổi của ông Dương Tự Minh và những người đồng đội từng tham gia cách mạng thuộc Đoàn Thanh niên Cứu quốc Hà Nội. Trong 85 năm cuộc đời, ông đã dành trọn tuổi xuân cho hai cuộc kháng chiến của đất nước. Trong hành trang ký ức hào hùng và bi tráng đó, hình ảnh lá cờ Tổ quốc đã đồng hành cùng ông, cùng cả dân tộc, trải qua biết bao mùa xuân chiến thắng, được vun đắp bởi khát vọng hòa bình. Lá cờ của chúng ta, nó là lá cờ thấm máu của các chiến sĩ ở ngoài mặt trận, cũng như là của người dân ngay trong những cái vùng mà địch đã chiếm một quãng thời gian rất dài.
và lại đến cái ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4. Và cuối cùng đến bây giờ thì cái lá cờ đỏ sao vàng đó là lá cờ của Tổ quốc Việt Nam, được tung bay trên thế giới và được thế giới công nhận. Nối tiếp lịch sử, ngày nay phong trào treo cờ Tổ quốc cũng đã lan tỏa và trở thành nền nếp tại nhiều cụm dân cư. Những lá quốc kỳ đỏ thắm được người dân trân trọng treo trước hiên nhà không chỉ là sự tri ân với Tổ quốc trong quá khứ chiến tranh, mà nó vẫn luôn là một chứng nhân lịch sử cho những thăng trầm của đất nước, ngay cả trong thời bình. Khi mà nhìn thấy lá cờ đầy đường này thì em luôn cảm thấy có một sự tự hào dân tộc. Ngày xưa thì mình treo với ý nghĩa là độc lập, còn hôm nay thì với tình hình này thì em cảm thấy là mình cũng đang độc lập, mình đang chiến thắng dịch Covid, thế nên là nó lại càng làm tươi đẹp lên hình ảnh của lá cờ Việt Nam. Treo cờ Tổ quốc, việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn. Những con đường, những cao ốc rợp bóng cờ hoa không chỉ tô điểm cho cảnh quan đô thị trong những dịp lễ Tết, mà còn là truyền thống tốt đẹp, là niềm tự hào dân tộc của lớp lớp các thế hệ người Việt đang lớn lên, trưởng thành cùng sự chuyển mình của đất nước. Thưa quý vị, và phần cuối của bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình thời tiết trên cả nước. Cảm ơn quý vị khán giả đã lưu tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.